trong con ngõ 273 đường Âu Cơ, thành phố Hà Nội, có một căn nhà rộng hơn 70m², là nơi ở của những cụ ông từng là người vô gia cư. Ông Thành, ông Quý và ông Phương, ngôi nhà chung mang tên Hà Nội chung tay này chính là gia đình mới của họ. Các cháu đối tốt thực sự, những người ít tuổi, dám nghĩ, dám làm những cái điều thiện. Về với các cháu thì các cháu nó động viên trong một cái mái ấm gia đình chăm sóc. Mỗi người có hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, người đi nhặt ve chai sống qua ngày, người không gia đình, từng sống lang bạt trên nhiều con phố ở Hà Nội. Thế thì vui quá vì không có nhà cửa, bây giờ sướng quá, quanh nhà như của mình, tắm rửa nước nóng, nước lạnh thì thích quá rồi. Chứ còn nằm đầu đường ngõ trọ thì nhiều lúc thèm tắm mà phải mất tiền ạ. Với mong muốn giúp các cụ có một mái nhà đúng nghĩa để nghỉ ngơi, ngon giấc sau những ngày dài mưu sinh vất vả, Hải và Sơn, những bạn trẻ mới chỉ sinh năm 2001-2002, đã nghĩ ra ý tưởng về một ngôi nhà ấm áp, trích một phần lương của mình góp lại cùng nhau để lo thuê nhà cho các cụ. Trước Tết, em có xuống chỗ cụ Quý nhà mình. Em biết qua hoàn cảnh của cụ thì cũng là cụ đi xin cơm ở trên đường thôi. Thì em đã tìm về tận nơi cụ ở, là bên bến sông Hồng, ở trong một cái thuyền cũ nát. Và em đã từng ăn những cái món ăn mà chưa bao giờ em ăn. Thịt, rau tổng hợp trong một nồi. Cái trời rét đây khiến khi mà em về nhà em bị chảy máu mũi. Bởi vậy cho nên là em phải đưa cụ về để chăm sóc. Muốn tìm được những người vô gia cư, thuyết phục họ về nhà, thì mình lại phải chuẩn bị được cơ sở vật chất đầy đủ, phải tạo ra một cái không khí như một gia đình. Qua thời gian, những bạn trẻ trở thành những người thân, người nhà, là con cháu của những người già neo đơn ấy, để trong căn nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Không biết là ngày sinh nhật của mình mà họ cũng nhớ. Vì tôi đứng chứng minh ạ, thì ông chủ quả chẳng cũng nhớ ngay. Bánh kẹo rồi bia rồi các thứ vui lắm ạ. Chúng tôi rất muốn là nhân rộng mô hình này. Bên cạnh đó thì là các bạn trẻ này cũng tổ chức rất là bài bản. Chúng tôi giao công an phường đã nắm bắt được, xác định nhân thân các cái trường hợp bên đây để tránh cái việc là đối tượng xấu lợi dụng hay là quấy phá. Cây đàn này là món quà của một bạn trẻ yêu âm nhạc dành tặng cho ông Quý trong một lần qua thăm mái ấm. Và đó cũng là sợi dây để kết nối mọi người với nhau. Tiếng đàn vang lên cùng với niềm vui của những con người khác xa thế hệ. Nhưng giờ đây, họ là gia đình.